Rồi, mến chào anh em ha, đây gặp chiếc máy cày của Phú Long. Đây hành cho anh em mình xem. Máy cày này là hơn 80 HP cho anh em. Bánh này bánh 18-30 này thôi. Cỡ này 2.4 nha. Còn khô ráo đó anh em, cái này 825 đời cũ, qua luôn cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nhiều ha, đã dõi theo những cái video khám phá về máy cày của nhã nha. Chúc cô chú anh chị khỏe và nhiều niềm vui trong công việc cũng như cuộc sống của mình ha. Ở dưới chân núi Bà Đen luôn anh em. Cảm ơn, bye bye, see you again.